À, kính thưa quý vị, chương trình Làng Ta Có Tài Lanh sẽ tiếp tục mời một thí sinh tiếp theo sẽ cống hiến những cái trò diễn mà quý vị hoàn toàn bất ngờ. Tôi hy vọng rằng là ban giám khảo ba cục ngồi ở đó, cục nào cũng sẽ cảm thấy rằng là mình hạnh phúc khi xem tiếp mục tiếp theo. Và bây giờ thí sinh tiếp theo xin mời. Em xin giới thiệu em họ Lợ á. Cái gì? Em họ á, cái họ của em họ Lợ á. Cái gì? Em họ Lợ á. Em họ là lựa chọn đúng không? Không, họ Lợ á. Lựa chọn nữa. Không, Lợ á. Lợ á. Xích Lợ gần nhau. Để cho biết cái này cũng là những cái người mà có nghiên cứu về cái tiếng dùng của người ta mới hiểu cái ý nói là cái họ của ổng là họ Lại phải không? À đúng rồi. Em họ Lại phải không? Dạ đúng rồi, em họ Lợ. Rồi. Hả? Ba em họ Lợ cho nên em cũng họ Lợ. À. Dạ. Rồi ba má em có dạ là đi ra cuộc đời, khi đi ra cuộc đời làm ăn sinh sống, mình đừng có lo sợ gì cả, thất bại cứ làm lợ rồi sẽ thành công. Em tên là Lại Thành Công đúng không? Dạ không, em tên Lợ Hợi. Lợ Hợi. Lại Hợi á. Dạ, Lợ Hợi là Lợi Hợi. Em tên là Lại Hợi. Dạ, Lợi Hợi. Đúng rồi. Có vậy dịch được cái tay nha em. Dạ. Chứ em đi rất là lợi hại. Dạ em à, chị mời Lại Hợi nói tiếp. Em trước khi thi em xin trước khi thi em kể chút. Em bị làm sao vậy? Em sinh ra trong một gia đình cũng không có vui vẻ gì mấy. Rồi sau khi gia đình em được sinh em ra rồi cũng cố gắng nuôi sống em. Em rồi đến năm 18 tuổi, tình yêu đầu đời đến với em. Em lén nghe nước mắt để cảm nhận được rằng nỗi nhớ buồn bã đã rơi rớt trong lòng, vì biết rằng người ấy sẽ ra đi để tìm lại một bầu trời mới. Dạo có buồn hay không buồn thì căn nhà ngủ ô đó vẫn chờ đón em. Năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Những giọt nước mắt lan dài trên má, em cảm thấy rằng định mệnh sẽ chia lìa đôi lứa, đôi ngõ sẽ chia ly. Dù rằng em vẫn nhớ mở, năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Và cái đoạn này như nghe quen anh hả? Em nghe cái đoạn 18 ở đâu rồi ấy? Dạ không, để em kể, chuẩn bị vô. Em kể tiếp đi. Rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Tất cả mọi thứ đều là do định mệnh. Đấy, thấy chưa? Cái đoạn này mới là quan trọng rồi. Năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Cái đoạn này là em ngỡ ràng, đó tất cả là chuyện. Em ơi, em kể cái đoạn 18 tuổi rồi. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Chị, anh... hai anh này đã nghe cái đoạn 18 tuổi rồi. Không mà em dẫn vô á. Chị không cần em dẫn vào 18 tuổi. Ê. Chị biết 18 tuổi em đã làm gì rồi, chị cần là cần những năm sau đó. Rồi để em vô luôn. Rồi, năm mấy tuổi? Năm em 22 tuổi. Ít ra phải như thế, đấy. Kính thưa ban giám khảo, năm em 22 tuổi, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Chuyện gì đấy cũng đã đấy, nhưng em không bao giờ quay. Năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đánh quen. Em ơi, vấn đề ở đây là chị đã biết 18 tuổi chuyện gì xảy ra rồi. Chị cần những năm sau đó cái chuyện gì xảy ra chị... À, em biết rồi mà, lúc em 22 tuổi là cái quá khứ ùa về. Quá khứ ùa về, các em nhớ năm 18 tuổi. Chị không cần quá khứ của em, chị cần hiện tại và tương lai và tất cả những cái chuyện gì xảy ra. Em qua luôn 22 tuổi. Dạ. Kể tiếp em, kể tiếp. Dạ. Kể tiếp qua luôn. Năm em 25 tuổi. 25 tuổi, nó phải có chuyện xảy ra nhá. Gia đình tan vỡ, ba má chia lìa. Lúc đó ba má chia tay. Em chợt nhớ tới năm em 18 tuổi. Anh... Chị không cần em kể tiếp. Không phải, tại lúc ba má chia tay, em nhớ tình cảm em. Đủ rồi, em đủ rồi, chị thấy là đủ rồi. Dạ, chị dạ. Chị không cần nghe câu chuyện của em nữa, em bị em hát đi. Dạ. Hát để chị biết tài năng của em đi. Đấy, hát nhá, không cần, hát đi. Hát cái gì chị? Mời em hát, em tới đây biểu diễn mà. Em hát đi. Em đi thi kể chuyện. Em kể chuyện gia đình em á. Tình yêu.
anh đã biết năm em 18 tuổi em bị té dí giếng phải không? Ủa ra anh biết Hà nữa? Ra anh biết quá khứ của em Hà nữa? Còn biết nữa, năm 18 tuổi là tình yêu đầu đời tới với em phải không? Ủa ra anh biết Hà nữa? Rồi nước mắt em lưng chồng khi ba má em chia tay đúng không? Ủa ra anh biết Hà nữa? Như vậy chắc chắn năm nay em 18 tuổi phải không? Ủa ra anh biết Hà nữa? Em đi về đi, 19 tuổi tới đây thi. Ủa ra anh biết dự định em Hà nữa? Ủa có nghĩa là đi về thi luôn rồi phải không? Em về qua Nam em 19 tuổi em tới em thi nữa. Chị cảm ơn em vì điều đó. Không, qua Nam em thi thằng mới trẻ khủ làm hiền bao nhóm khổ. Đúng rồi, em thi cái gì? Em thi năm em 19 tuổi. Rồi hạnh phúc đào đời chia tay với em. Đi về. Trời ơi. Thì bây giờ hả? Trời giờ ơi. Cái chén tôi là cái gì? Ai ăn cái gì? Hủ tiếu mì à, Hoàng Thắng. Bây giờ trời đất ơi. Đi còn mơ, tao ngủ rồi, để tao ngủ đi. Cái chén người ta để đây ăn, tao lau sạch sẽ rồi đưa cái giò gác lên đây. Hả? Ở đây cái chỗ khách người ta ra ăn rồi ngủ ở đây. Có gì đâu rồi, sao chùi chút xíu rồi sếp rồi. Trời đất ơi, mấy cái này. Tôi nói cho ông nghe nè, ông nhớ cái câu tôi rủa nghe. Tôi nói trước sau gì ông cũng bị đuổi, ông tin không? Wow. Ông tài lanh tài khôn này, ông cho chén, cho mâm, cho đũa, ta cỡ nào cũng bị đuổi, tôi nói thiệt đến đó. Chứ nói nghe là chứ bây giờ lẽ ở trong quán không có bao giờ xài tới á. Không có ai ăn cái chén cái lũa lẽ nó bị móc, nó bị hư. Lâu lâu tôi phải lập bẻ hoài đó. Để cho bà chủ bà mua cái mới về cho thấy cái chén cái lũa ở trong cái quán nó mới hoài. Đúng không? Thà cho làm phước người ta đi. Chứ lẽ này á, tôi lập bà bẻ cũng vậy thôi, tôi mang tội thôi chứ đúng không? Lát tôi kể bà nghe vụ này. Trời ơi, kể đi, có đâu có sợ. Hai đứa mình là cũng làm công như nhau thôi, đâu có gì đâu mà hù nhau đúng không? Bỏ ly à, ly cũng có ngày sẽ ra ly thôi. Ra ly thôi, nói hay lắm. Tôi nói cho ông nghe cái miệng tôi quở chưa ai rớt nghe, tôi nói cho ông nghe hay ha. Trời ơi, phụ nữ nghiêm túc, sao chị chịu khó thay đồ mà bữa nay chị lịch sự quá vậy? Rút kinh nghiệm cái tát vừa qua. À vậy hả? Hở hang quá chúng nó ghét. Kính đáo lại một chút, thay đổi cách phục vụ. Bây giờ không tươi mát nữa. Tươi mát quá nó thừa kiện, coi như là đóng cửa tiệm ha. Bây giờ nam hay nữ mày đều tiếp hết. Tao không tiếp nữa nha. Nhưng mà mày nhớ, không cần nhìn ánh mắt nữa. Bởi vì mày phán đoán sai không. Khách vô tận nơi, ngồi tận nơi mày mới tiếp. Khách ở ngoài không kêu vô, khách lạng qua lạng lại không mời vô. Khách ngồi tận bàn mày mới tiếp. Ô, hiểu chưa? Miễn làm sao làm, không cần biết nó đi tới đâu, miễn nó ngồi xuống ai mới tiếp. Nhớ đó. Tao vô nha. Tao đi. Nghiêm túc quá. Rất là nghiêm túc. Nghiêm túc quá. Có nghĩa là phải ngồi xuống mới tiếp phải không? Không làm gì hết, không mắc khách, ngồi xuống rồi mới tiếp. Rồi thì ngồi. Chưa ngồi. Tiếp. Dạ chị. Em chào chị. Dạ chị vô quán ăn hả chị? Hân hạnh xin chào đón chị đến với quán ăn em. Cái này là cái quán hả em? Dạ đây là cái quán chị. Chị nhắn nói vậy em? Dạ. Chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Chị không nghĩ đây là cái quán. Đâu đông mà, không quán đông lắm. Tại vì chưa tới giờ ta ăn thôi, chị đừng đi. Chị nghĩ cái chuồng đông hơn cái quán của em á. Không, đi, đừng có đi. Tới giờ cơm trưa ta ra, đông lắm. Thiệt, bình thường đông lắm, tại vì chưa tới giờ á. Chị thích ngồi quán đông. Dạ. Chứ chị không thích ngồi quán vắng như em thế biết này mà, em quán biết vắng gì. Lát em hứa chị luôn, em thề. Đông em thề hứa, lát một đất đông nghẹt người chị ơi, đông lắm. Dạ. Quán em bán đồ ăn ngon lắm. Dạ chị ngồi chơi. Dạ. Trời ơi, em nhìn chị là biết là khách sang rồi đó nha. Nói với khen chị, em nhìn chị là biết chị là quý bà nè. Doanh nhân đúng không? Giáo viên đúng không? Em ơi, giáo viên ăn bận như chị vậy hả? Dạ em xin lỗi chị. Giáo viên phải mặc áo dài. Dạ em biết rồi, chị ăn bận vậy thì em biết chị là vũ nữ rồi. Trời ơi, sao quýnh em? Dạ. Nghĩ sao nó chị ăn vũ nữ? Xúc phạm nha, vũ nữ cũng không có ăn mặc như vậy. Dạ em xin lỗi chị. Dạ chứ giờ em hỏi chị chứ giờ chị là em biết chị rồi. Chị là nghệ sĩ phải không? Chị cũng không phải là nghệ sĩ. Dạ. Không phải nghệ sĩ. Cũng không phải là giáo viên. Không phải giáo viên. Chị cũng không phải là vũ nữ. Dạ. Chị là một cái loại gì đó nó
nó tầm cỡ lắm, em không cần biết đâu nha. Vậy thì em hỏi chị là cái loại gì? Chị cũng không biết chị là cái loại gì đó cưng. Đâu sao kỳ vậy ta? Chị không phải là ca sĩ. Dạ. Không phải là kịch sĩ. Dạ dạ. Nhưng những người nghệ sĩ nói chung gặp chị là phải mời chị ngồi để mà được nói chuyện với chị, được mời chị ly nước. Có Đàm Vĩnh Hưng đó nha. Đàm Vĩnh Hưng, em mê Đàm Vĩnh Hưng lắm. Phải đứng lên mà chào chị và mời chị được ngồi nói chuyện. Trời ơi, anh Đàm Vĩnh Hưng mà còn phải mời chị nói chuyện hả? Ừ. Còn chị nói nha, cỡ mà gọi là MC á, Lê Hoàng đó nha. Dạ Lê Hoàng. Trấn Thành đó nha. Dạ. Ngồi nghe chị nói không thôi. Cả đêm chị ngồi đến 6-7 giờ sáng để chị biết chị là cái loại gì mà chị không biết được cái. Trời ơi, chị là một cái nhân vật lớn, chỉ là như vậy thôi. Ngày xưa thật sự thì chị có yêu một người, thì từ đó là... Chị yêu nghệ sĩ hả? Yêu ai vậy? À, chị yêu gọi là... Lý Hải đó. Chị yêu Lý Hải hả? Chọn đời bên em rồi đó phải không? Đó. Trời ơi, hay quá. Rồi Minh Nhí nha, nghệ sĩ hài Minh Nhí rồi nha. Là chị không có yêu, mà là tình anh em thôi. Phước Sang rồi nha, Hoàng Sơn là ở chung một nhà thôi. Còn chị là cái loại gì mà ai chị cũng biết hết trơn vậy trời? Hay quá. Chị còn quen ai nữa không chị? Có cái mối tình nào sâu đậm mà ấn tượng không chị? Ấn tượng nhất hả? Dạ ấn tượng nhất. Mới đây thôi. Đẹp trai không? Nói chung thì cao ráo, mà mái tóc đẹp nhất showbiz. Mái tóc đẹp để em đoán coi. Mái tóc đẹp nhất showbiz hả? Ừ. Đẹp nhất showbiz là chắc có Quyền Linh. No. Chi Bảo. No. Trương Nam Thành. No. Lương Thế Thành. Nhật Cường. Cường là chỉ có mụn thôi. Em xin lỗi chị, nhưng mà em hỏi chị với bây giờ mái tóc đẹp trong showbiz là ai? Phan Đình Tùng. Đối với chị là Phan Đình Tùng có một mái tóc bồng bềnh. Cái mái tóc anh Tùng là cái mái tóc ẩn dụ đó chị. Không tưởng tượng là không có ra nó đâu. Dạ. Bởi vì mà thật ra thì vậy, chỉ có 8 tuần thôi, 8 tuần yêu nhau đó nha. Dạ. Mà đi ra đường ai cũng gọi chị với Phan Đình Tùng là cặp đôi hoàn hảo á kìa. Trời ơi tôi chết rồi, chị là người yêu của nghệ sĩ. Trời, đã nãy giờ chị không nói. Nhưng mà chị nói cưng nghe nha, với Phan Đình Tùng chị khẳng định là chị không có yêu. Sao vậy? Chị ghét quen ai có vợ chị. Trời biết. Đúng rồi, có vợ mà còn quen chị sao kỳ quá. Sau này Lý Hải đó, Lý Hải có vợ rồi chị cho lên đường luôn. Đúng rồi. Nhưng mà người lâu nhất là Ưng Quần Phúc cơ. Trời ơi, Ưng Phúc quen chị luôn hả? Trời ơi, chị quen nhiều người, quen mê chị quá. Chị mai mốt giới thiệu nghệ sĩ tới ăn quán em đi. Em mê chị quá hả? Mà chị nói nè, em mà sống là con người là phải sống thật nha. Đúng rồi, phải sống thật. Cuộc đời bây giờ cần nhất là sự thật đó cưng. Đúng rồi chị. Ví dụ nút ruồi cưng là thật hay giả nè. Dạ không, nói thật chị. Dạ, rất là thật đó. Cái này là nút ruồi là ngày xưa là tự đẻ ra là thâm đen như vậy đó. Tóc em tóc thật hay giả đây? Dạ tóc thật chị. Không có một cái mái tóc giả nào xấu được như tóc của em. Dạ, đó tóc này thật. Là thật đúng rồi. Tóc hoàn toàn thật. Không nói nè. Không nói. Dạ. Em thấy tóc chị đẹp không? Dạ đẹp nè, tóc thật nè. Đúng không? Tóc nói. Nói đó cưng. Sao chị mới nói chị sống thật mà chị thích cái gì cũng thật? Em lại nghĩ sai rồi, mình sống thật. Nhưng mà tóc mình nối thì mình nói là nối, thì có nghĩa là mình sống thật. À có nghĩa là không cần là tóc thật, chỉ cần là tóc nối mà mình nói thật là mình có nối cũng là thật. Dạ. Cho nên sống phải thật chút xíu. Dạ. Chị ghét sống dại vô lắm. Đây chị đã từng mặc cái áo 2 tỷ. Dạ. Nhưng chị không bao giờ chị nói chị mặc áo 2 tỷ. Ồ vậy là cái áo này là 2 tỷ đó hả chị? Nồ áo này 150 triệu thôi. Ồ miếng xà lách son gì mà 150 triệu đó hả? Em mà mắc ở chỗ là cái người thiết kế là người... có tầm cỡ. Quán em rất hân hạnh được phục vụ chị ăn gì? À, quán mình có gì cưng? Dạ có đầy đủ các món ăn, sơn hào hay gì, cái gì cũng có. Thôi bây giờ có cái vú nướng không? Dạ vú dê nướng có, dạ. Em cho chị cái vú thỏ nướng nha. Trời con thỏ có con nhúm gì mà. Dạ không có, em cũng mới ngon. Em cố gắng em làm cho. Chị thích cái gì nó nhỏ nhỏ cơ. Nhỏ nhỏ chị thích, dạ. Rồi chân. Chân có, chân có, chân gà luộc. No, chị ăn chân cút. Chân cút xào nha, xào muối ớt nha. Chân chim cút quá hả chị? Ý chị nói là chân chim cút quá hả? Ồ, nó có chút xíu. Chị thích nhỏ nhỏ. À, chị thích nhỏ nhỏ. Thì em làm cho chị nhỏ nhỏ. Còn gì nữa cưng? Dạ, còn em quán em còn có cánh gà chiên nước mắm được không chị? Ồ, được á cưng. Dạ, dạ. Có nước mắm là chị thêm chị mê đó nha. Dạ, dạ. Em cho chị cánh cào cào nha. Cánh cào cào chiên nước mắm nha. Cánh cào cào chiên nước mắm. Mà chiên giòn giòn nhá. Chị thích ăn cái gì nó nhỏ nhỏ thôi chị. Rồi món cuối cùng là món có ốc nữa, ốc hải sản ngon lắm. Ốc ốc hương nè, ốc bu nè, ốc len nè. Có nè, ốc mỡ, ốc đỏ, ốc bông, ốc gạo. Và ốc gì? Ốc móng tay. Nha, ốc móng dạ, tay bây giờ ốc móng tay nha. Rồi em đi làm gì nha chị đại sứ nha. Ê đầu bếp ơi. Chơi thiệt, chơi thiệt. Nên tiếp tục chia bài đi. Chia bài nó đi hả? Ê, đồng bếp ơi. Ê, chia bài nó chứ. Chà tao chưa luôn rồi à. Hả? Dùng lại cái chiêu hồi nãy đi. Bánh dạ. À. Ốc móc tay xào nha.
chân chim cút xào muối ớt, rồi vú thỏ nướng. Qua cái gì kì vậy? Rồi cánh cào cào chiên nước mắm. Qua mấy con bông kho không à? Chị, em mê chị quá. Tới nay bữa nay em nói em gặp được chị là hả, em đã thấy là rất là hạnh diện. Chị biết không, em thấy là bản thân là một cái con người mà khi mà gặp được một cái người mà quý như chị là một cái sự hạnh diện cho cuộc đời em. Tại vì cuộc đời em không bao giờ mà quen được những cái người mà tầm cỡ như chị. Quen dưới showbiz không? Bao nhiêu người nghệ sĩ. Cảm ơn chị. Dạ. Chị, sao chị nhìn em dữ vậy? Ngon không? Ngon chị, em ăn thấy ngon. Em có công nhận là khi mà mình đang nói chuyện rồi mình ăn cái xương gâm vô, mình cảm thấy nó sảng khoái không? Dạ, sảng khoái vô cùng. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Lát nữa trả tiền nha. Là sao chị? Thì ăn phải trả tiền chứ. Không thì ủa chị mời em mà, không lẽ giờ chị tính tiền em một cái cây xương gâm? Oh no, chị có mời đâu. Khi nào chị mời chị nói là chị mời cưng, chị để đây và cưng tự động cưng lấy cưng ăn thì phải trả tiền, ok? Ủa không lẽ giờ chị người nổi tiếng mà giờ chị tính tiền em có một cây xương gâm kỳ vậy? Ủa chị bán mà cưng. À. Cái gì ra cái đó. Bán là chị lấy tiền, chị mời là chị không lấy tiền. Mà chị đâu có mời cưng đâu. Ủa vậy chị nói gì chị? Chị bán xương gâm. Cái nghề chính của chị là bán xương gâm. 10 bọc đó, sáng giờ còn nhiêu đây? Em thấy chị. Ôi, trời ơi, nãy giờ chị thôi chị kể là chị quen hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ kia. Cuối cùng là chị bán xương gâm à? Chị nghĩ chị là gì? Ôi, chị giống như chị Mẫn Nhi ở trên. No, chị không phải là Mẫn Nhi, chị là mỹ nhân. Chị đẹp. Con điên. Từ hồi sáng tới giờ tao gặp bao nhiêu thứ là ba trợn vô, hổ một cái con tự tử. Xong một thằng vô nó bối tiền tao, xong hai vợ chồng vô quýnh tan xuống hết. Bây giờ mày giống mày bán xương gâm hả nãy? Mày ốc móng tay, mày vú thỏ nướng hả? Ê, tao quăng chiếc đũa một cái nha, là cái này nó thọt qua tuốt về sau nha. Tao bán xương gâm, nhưng tao kêu những đồ ăn là tao ăn, tao trả tiền đàng hoàng. Xin lỗi chị. Đồ ăn cho chị ăn nè. Dạ, mấy cái đó là co lầu Úc Môn Tài hả? Vậy là Úc Môn Tài thuốc lê. Có rượu không? Dạ rượu, dạ có whisky, có vodka, có đế gò đen cưng. À, đế gò đen, ok. Dạ, chị sống thật mà. Dạ. Ông ta đây, đế gò đen luôn đi. Rồi rồi rồi, ai lẹ ra lẹ ra, ai da, có làm anh trai. Ấy da, xin mời quý khách. Âm thật đi. Ồ, quán này đầu bếp người Tàu ha. Dạ. Dạ. Món ăn ngon lắm đó nha. Rồi, mời chị ăn nha. Ăn chị. Rồi. Hay à. Dạ. Ồ, ốc bông tai mình có mấy cái ốc này nữa. Dạ, ốc dừa. À. Mấy cái gì ta? Ủa, chị kêu ốc bông tai thôi mà. Dạ, ốc bông tai thôi mà. Ừ. Hay à. Gì chị? Sao có cái món này nữa? Cái gì? Hả? À. Chứ có cái móng là có hột xoàn nữa nè. Hả? Là sao vậy? Trời đất ơi, gì thế móng? Chị đợi xíu. Ai? Ali à? Chị làm gì á? Chụp chưa? Chị chụp làm gì hả chị? Chị của tôi. Ủa chị chụp làm gì? Ali à? Má ơi má, ống móng tay sao có hột xoàn? Bà ngoại, bà sao ống móng tay gì mà có hột xoàn? Cái này à, kêu bà chủ ra đây giờ nói chuyện. Bà chủ ơi. Bán gì vậy? Á Lì nó xào hột xoàn gì cho người ta ăn nè trời ơi. Tụi bay làm cái gì vậy hả? Tụi bay... Xin chào quý khách, để tôi giải quyết nhân viên của tôi chút xíu. Cái gì? Hả? Ông xào ống móng tay sao giờ cái móng tay có hột xoàn kìa. Cái gì? Móng tay làm có hột xoàn? Nói trong đó đó. Đâu chị banh ra tôi coi coi. Trời ơi, tôi kêu gì ống móng tay mà sao có... Có móng tay trong đây rồi có luôn cái móng có hột xoàn là sao vậy? Ê, mấy móng này đâu thấy quen ta. Trời ơi. Ôi trời đất ơi. Cái này à, bữa thấy ở trên là bàn trang điểm của bà có mấy cái móng mà tôi lấy tôi bỏ vô luôn à. Trời ơi, tay của tao. Hèn chi mà tao mất nguyên một bộ móng tay, tao tưởng là con chuột nó gặp. Ai lấy mày nghĩ mày xào vậy cho khách ăn á hả?
Được rồi, mày biết tao nha, mày hay lắm nha. Dạ thôi xin lỗi quý khách nha. Cái món này thay vì tôi tính quý khách là chỉ là 500 ngàn thì thôi tôi bớt lấy 450 thôi à. Đây! Ê! 5 ngàn tôi cũng không trả tiền ở đó mà. Móng tay mắc mà chị. Mắc mắc cái gì? Thì tôi không trời thôi, người ta không chịu thì thôi. Nó nào không được thôi, lấy người ta đi đi. Một là đưa tôi lại 2 triệu. Gì? Hả? Mua hết đóng xin cơm này cho tôi. Hai là tôi đưa hình ảnh này lên Facebook. Ủa này chị nói chị sống thật mà sao có mấy cây mà 2 triệu dữ vậy chị? Ủa? Cái này là bồi thường. Bồi thường khách. Rồi lấy tiền ra trả người ta đi. Bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Anh tính luôn cái dĩa là bồi thường người ta là 500 ngàn đó là 2 triệu rưỡi trả người ta đi. Tại đâu có bắt bồi thường đâu mà. Không có bắt bồi thường à. Cái quan à mình nó lịch sự cái là uy tín mình trả bồi thường cho người ta. Ông ngoại chơi là xong rồi á, lấy tiền ra. Đây rồi, ok. Nói chung lần sau là buôn bán nha, là phải coi lại. Đúng rồi. Chủ quán này hả? Ây da, ăn mặc như vũ nữ vậy. Cứ đúng theo rồi, bà hồi trước bà nào là tài phán á. Quản lý hả? Thôi quản lý nhường điên vậy đó. Kiểu não, gọi là cái gì, nhưng não nó không có bình thường. Thấy không, tôi bán xuyên gum đẳng cấp. Bye bye nha. Đúng rồi, chứ cái gì không được, lấy người ta đi chứ có cái gì đâu đúng không? Cái quán là làm ăn thói gian cái gì đó. Cái thằng quản lý là bị khùng. Còn cái bà chủ là thay một ngày 80 bộ đồ. Ta tưởng bà là tài ban á, bà biết không? Trời đất ơi, bán một cái dĩa là không có đủ đồ ăn. Đồ ăn không có đủ thì tôi phải che biên thôi. Che biên thôi miễn là được cho người ta ăn thôi. Cái gì không được thì thôi cho nó đi, đúng không? Dạo này tôi cũng chuyển qua buôn bán, kinh doanh chút để kiếm thêm tiền. Trong những mặt hàng thường thường tôi bán là tôi bán các loại dầu ăn. Tôi bán rất nhiều loại dầu ăn của nhiều hãng khác nhau. Nhưng từ lúc tôi biết được dầu ăn Mezan, tôi lập tức tôi ngưng mua những cái dầu hãng khác. Mà chỉ bán độc nhất dầu ăn Mezan. Dầu ăn Mezan này tại sao? Tại vì rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Dầu ăn rất là cao cấp, gồm có dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè thơm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị chắc không tin lời tôi nói chứ gì. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Mua dầu Mezan về, có Mezan nấu mê ngay. Bây giờ để cho mừng cái kinh doanh tôi càng ngày càng phát đạt, quý vị có thể cùng tôi hát một bài hát thật là sống động bằng cách ủng hộ, vỗ tay đều với tôi nha. 2, 3. Đều, go, 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 go. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lứa binh, hết cây chuyện chung tình, khóc than điên em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu tựa lừa. Trời đất ơi, cái thằng cha chính lùng là từ ngày tôi mở quán là trẻ dọn nhà kê bên nhà tôi, ngày nào cũng hát ba cái nhạc tàu lao thế trời ơi. Nè chính lùng, tôi ngày nào tôi cũng chửi ông không có lỗ tai ông nghe hả? Tao có cả hai tai nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Ông hát gì mà nghe được không chính? Ông hát gì hàng xóm nào chịu nổi hả? Chắc tôi phải dọn ở chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đó. Khác gì mà nghe được. Ông bước vào đây, bước vào đây nói chuyện với tôi. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy? Trời ơi. Gì? Nhìn gì? Sao? Hình ông hả? Đừng có giỡn. Mặt ta đẹp quá mà. Mặt này trời ơi. Nè. Bỏ qua, đừng có đụng vô cái đồ làm ăn của tôi nghe chưa? Ôi à, nãy giờ nghe đứng nói chuyện dầu thơm gì á hả? Dầu ăn cái dầu thơm gì? À, ai biết đâu. Tào lao. Nè, sao tại ngày tôi khoan qua. Gì vậy? Trời đất ơi. Nè, thấy nói đúng không? Gặp cái là thấy chướng rồi. Chướng không gì? Ăn mặc kỳ cục vậy hả? Ừ. Bằng quần tay, bỏ áo vô quần đàng hoàng. Quần sao chuyện săn lên vậy hả? Hả? Còn cái quần là kéo cao tới vú. Giỡn hả? Sao mắc cười quá? Mắc cười gì? Mỗi người một phong cách thời trang. Sao? Nè, ăn mặc vậy chứ ra đường ai gặp cũng kêu ô, thấy xinh nít tà. Ông coi lại mình đi nha. Tôi sao? Nói người khác là phải nhìn lại mình. Sao? Không có ông già nào sắp chết mà mặt hồng cánh sen.
bóng muộn màng hả? Nè nè nè, tôi không có giỡn với ông nha. Tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tào lao nhà tôi chứ? Nhạc gì, nhạc tào lao? Hả? Cái nhạc của ông hát á là nghe không có chiều sâu, hiểu chưa? Hát sao là nó sâu, xuống dưới hát cho nó sâu hả? Mỗi người một phong cách nhạc khác nhau, mỗi người một thể loại. Mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ trung, mình hát nhạc trẻ cho chi, cho nó phơi phới, nó trẻ trung, cho nó mơn mởn. Già mà hát nhạc già riết ở mặt chảy xệ, không? Y sao trùng hợp vậy? Không có giỡn nha. Hát như tôi á là phải hát những cái bài hát, hát lên ai cũng biết. Võ Đông Sơn Bạch Tu Hà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, chuyện tình Lan và Điệp, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe đều đều biết. Võ Đông Sơn Bạch Tu Hà giờ cũng chia tay. Sao? Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài giờ cũng chia tay. Lan và Điệp giờ cũng đi tu. Chỉ có nhà của tôi sáng sáng uống cà phê, tối tối uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Trời ơi, còn vỗ tay chọc không được, ông đừng nữa, ông làm lên. Nè nè, tôi nói cho ông biết, sẵn ông bước qua nhà tôi bữa nay nha, tôi sẽ cho ông biết thế nào là nhạc có chiều sâu, phải chưa? Đứng yên đó. Làm gì vậy? Đây, chiều sâu gì? Có chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi đó. Ừ. Gì vậy? Đứng đó là biết. Thấy chưa? Già mà chướng. Cái gì chướng? Đang nói chuyện tự nhiên xách nhạc cụ ra. Sao? Khè thiên hạ. Có khè gì? Mắc mớ gì đang nói chuyện rồi xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi, cái này mà ông kêu là piano hả ông Chính? Chứ vậy. Mắt ông để đâu vậy Chính? Thấy chưa? Hả? Mới nói một chớp là dính. Sao? Piano là nó nằm đằng kia, người ta ngồi đây nè. Ờ. Người ta gõ xuống là piano. Ờ. Cái này là violon. Cái này là đời mới nghe. Còn đời cũ là nó có cái cây cà 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 vô đây nữa. Trời ơi, yếu mà ra gió, núp trong xó cho đỡ xui. Đúng rồi, nó trong gió. Được rồi, ông cứ đứng yên đó nha, để nghe cái nhạc của tôi có chiều sâu là như thế nào. Nhạc gì vậy? Móc dữ hả? Ngày nào cũng móc mà. Chà, già mà ngày nào cũng còn sức móc hả? Nè. Ông phải nói cho đàng hoàng, ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar nha. Ông nói ông ngưng ngang vậy ta hiểu lầm. Ý tôi là ngày nào ông cũng móc guitar, chứ giờ ông già rồi không móc cái gì, không lẽ móc ống cống. Thôi im đi, nghe tôi hát nhạc có chiều sâu nè. Hát đi rồi phân tích cho hiểu nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh. Nhớ em, anh muốn thét lên. Nè. Hát cái nhạc vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Facebook, người ta lên WeChat, thấy không? Người ta lên điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho cô ăn phường ập vô bắt lên phường hả? Vi phạm pháp luật. Ông Chính ơi, cái này là tôi chỉ nghĩ thôi, chứ tôi đâu có phải tôi thét lên giữa đêm dài đâu. Nghĩ là đã phạm pháp ở trong suy nghĩ chưa? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Viber nè, WeChat nè, Yahoo nè, Zalo nè. Zalo mà kêu Yahoo. Ta nhắn tin cho nhau, nghĩ sao thét lên trong đêm dài, cô ăn phường ập vô bắt lên phường, rồi đóng 300 ngàn tiền ngu. Ừ. Đóng xong bị chửi nó, ôi, vết bun. Là gì? Ngu như bò. Vết bun mà ngu như bò. Cái trình độ. Vết bun là bò hút. Thôi được. Nó con bò là nó hút à? À, ông nói hay quá. Nhớ ông hát cái đoạn này, ông hát sao? Trước khi hát là phải phân tích âm nhạc là gì. Sao? Mình phải hiểu nó. Mình phải hiểu nó, mình phải đem cái cảm xúc đó mình truyền vô trong lòng mình, mình truyền cho khán giả được, hiểu không? Cha này chắc chắn bị trĩ. Nói chuyện mà cảm xúc truyền. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Sao lá tôi? Nói chuyện không có văn hóa. Sao? Mình nói chuyện phải cho có tính thẩm mỹ. Cuộc sống là phải có tính thẩm mỹ xung quanh. Nói cho nó nhẹ nhàng, ví dụ cũng một câu nói mà mình nói cái nó tinh tế liền. Cha này hình như chả dư cục thịt. Tinh tế liền. Tinh tế con khỉ. Ông nói nghe còn gớm hơn tôi.
Ông ơi, tào lao. Bà nghĩ gì mà bà cười ha hả vậy bà nội? Ông ơi, đừng có nói nhiều đi ông. Con người tôi nó nhiều thịt, thấy không? Móc. Hát là phải hiểu âm nhạc trước, hiểu cái không gian và thời gian xảy ra cuộc tình đó. Hiểu rồi. Nha. Rồi. Móc. Gì vậy? Tôi chuẩn bị hát bắt khỉ hay sao mà hát? Sao? Cái gì? Bắt khinh bỉ, chuẩn bị hát. Hàng xóm mong thiệt kỳ quá. Thần móc. Lắm đó nha. Móc. Thần lắm đó, đừng giỡn. Biết rồi. Móc đi, móc đi, bắt chấp hết. Rồi. Màn đêm đã. Ban đêm là nó phải rùng rợn. Biết rồi. Hát phải hiểu. Hiểu, hiểu. Hát phải hiểu. Then you have cô hồn. Cái gì vậy? Của anh. Nhớ em. Bậy rồi. Bậy gì? Lớn rồi. Trưởng thành hết rồi. Sao? Chơi cú quăng bom rồi chui xuống hầm vậy. Vô duyên. Mới nghe, tôi mới nghe tiếng bom. Thôi đừng có xạo ông ơi, tôi thấy ông thấy ghét của tôi vuốt xị cái đờn. Cái đờn nó keo quá hả? Hả? Chà. Cây đờn 2D ha. 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Ghê. Ngày mai qua nhà cho mượn cây đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Trời ơi, hát thì giỡn hoài. Móc. Ừ. Màn đêm đã buông dần. Đèn hiu hắt. Cô nhớ em. Nhớ em. Anh thút thít. Cái gì có thút thít trong này đó nhà nội? Nó đang tình cảm với thút thít là sao? Thì ban đêm nhớ nhau thút thít chứ mà lẽ thét là công an phường ập vô sao? Ôi ơi, thét nhẹ rồi nó vẫn sửa lời. Bà bỏ đi. Bỏ cái loại này đi. Bây giờ tôi chuyển qua cái loại khác, nhẹ nhàng tình cảm mà không thiếu phần này. Nhạc rumba tử tình. Ba má gì cũng chơi hết. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đi. Nín nghỉ. Sao ông cứ nghỉ hoài vậy? Hát nhạc mà nó không phù hợp với thực tế. Sao không thực tế? Âm nhạc là nó phải gắn liền với đời sống của loài người. Ông hát nhạc loại gì đâu mà. Là gì? Sao? Thời buổi bây giờ hết yêu nhau à. Ok là phải nói như thế này. Em còn yêu anh không? Hết với anh. Anh còn yêu em không? Hết với em. Ok em về đi. Anh không đòi quà. Xong. Trời đất ơi. Làm như cái chuyện mà thôi em hãy đi quê, quýnh biệt kề từ đây. Hát xong mày đó lẳng nhỏ về tới Hà Nội rồi. Thôi được rồi. Ông muốn cái loại mà hát được có thực tế thấy liền đúng không? Thực tế. Có liền. Em sẽ đi thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi những gì anh đã trao. Em sẽ đi bôi xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau.
sẽ đi cài quần, anh sẽ rách, em không sẽ đâu cài quần, ô ô ô vẫn còn nguyên, ô ô ô em sẽ đi, ô ô ô sẽ thấy quần ở trong nó xanh lè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bà người ta đang tình cảm nhẹ nhàng, ông đưa ba cái áo quần ông vô làm cái gì vậy? Ông Chính hả? Ông giỡn hả? Không có tình yêu nào mà giả mang rợ gì hết. Sao? Làm cho có yêu nhau mà khiến nhau nghèo nàn vậy? Sao? Em xé đi mà đưa nó xé hoài. Nó xé một lần là ồ bye bye anh về với mẹ anh liền. Ừ. Tàn nhẫn trong tình cảm. Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Nè, hồi nãy giờ anh bước qua nhà tôi không hát cái bài nào mà cho đàng hoàng tử tế. Muốn đàng hoàng hả? Đấy, mà tôi nói thiệt, ngồi ở không rồi ngồi nhậu cải biên những cái lời hát như anh đó, nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Ảnh hưởng gì? Con bà Tám. Bà Tám sao? Hôm qua tôi nghe nhà bà chơi, nó ra nó nói tôi: bác ơi, hôm bữa bác Chính lùng bác chỉ con bài hát nhạc thiếu nhi ngộ lắm. Cái bài hát nó nói về con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nghe tôi mới nghe thôi, ủa cái bài gì kỳ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim danh khuyên đực, thích con chim danh khuyên cái, hẹn hò đi chơi ba tháng sau có bầu. Hát cái gì? Ông chỉ đó ra mới hát vậy chứ con nít nào mà biết bài đó. Cái gì? Vải. Cứng họng rồi phải không? Vải. Vải là gì? Hát cái nhạc gì tào lao vậy? Chim mà ba tháng có bầu. Hát là phải hiểu nhạc, phải âm nhạc là phải đi đối với thực tế cuộc sống đang xảy ra. Sao? Móc. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ công quá, mặt thẹo đầu đinh đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tím, chim đập cô trơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ công quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Trời cái gì? Ông đang hát tập mấy tập mặt. Nè nè nè. Ông chỉ tài ông về nào ông nội. Hả? Hả? Đừng hỏi, tiếng vỗ tay để nói lên tất cả. Lao. Kìa, có người chỉ kìa. Đây, hãy cho thưởng thức bằng chứng. Người đàn ông không bao giờ dê, đây một dùi. Không bao giờ dê, tội dễ thương. Ăn không được, ngủ không được. Ừ. Mỗi lần gặp là than, hổng dài sao anh ăn không được, ngủ không được. Ừ. Vậy em chỗ qua anh mấy giờ mới dậy? 9 giờ sáng. Ngủ thì mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối hôm trước. Ăn được, ngủ được. Nè. Gặp gái là nhai luôn xương hả? Thôi cha, nó bậy bạ luôn. Nè. Sao tại sao hôm qua nhà tôi nãy giờ ông không hát bài nào đàng hoàng nghiêm chỉnh? Hát bài nào đàng hoàng tử tế tôi nghe đi. Sao nãy giờ không yêu cầu? Rồi, yêu cầu. Hát theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi. Đừng có hâm dọa là nghỉ hát. Rồi. Tôi hát bài này mà Đàm Vĩnh Hưng còn kêu bằng ông nội mà. Rồi, bài gì? Xì lo dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy cha? Đưa có câu đầu đàng hoàng, có sao tàu lao. Như xe ôm là gì chống? Hay đưa không được là nhờ người khác đưa 50k chứ mấy. Thôi, hát đàng hoàng giùm tôi với anh Chính nghe. Hát đàng hoàng là phải hát quê hương chữ tình. Bị sao? Bị nhạc quê hương chữ tình là cái nhạc nó đi vào lòng người rồi. Nó vô trong máu rồi. Đúng. Đâu phải ai cũng hát được. Hát là phải hiểu hai chữ quê hương. Quê hương là gì? Là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt. Trên đọt có trái khế chua. Bắt đầu tào lao rồi đó. Hay đúng không? Cây khế nào cũng có trái chua trái ngọt. Trái ngọt 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 lâu lọt chọt mấy trái chua. Thôi được rồi, thôi khỏi giải thích, khỏi nói nữa. Móc. Nữa.
cảm cái gì vậy ông chết? Đang diễn tả cảm xúc một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi. Ồ, sao thay đổi quá vậy? Ờ, được rồi, tôi quên. Tôi hiểu lầm rồi, rồi tao làm lại đi. Làm tuột cảm xúc. Rồi, lại. Móc again. Có những tháng ngày anh đã lạc mất em trong cuộc đời, có những dĩ vãng đã đưa ta về những miền xa xôi ngày đó. Anh biết bây giờ anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Thì đang mùi mẫn đường nước ngập phải làm gì ông nội? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập đi lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em. Rất tiếc, xe của anh đã bị công an giam. Cái gì chạy nổi? Anh không đến được với em, không phải vì anh không nhớ em, không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về một năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ, phải không em? 10 năm hẹn hò, chiều trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta dắt nhau đi về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc bên ly nương dâu ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc. Ta sẽ yêu nhau, ta sẽ bên nhau như ngày âu thơ. Hay. Công nhận anh hát cái này rất hay. Biết kết hợp đông tây rồi được hòa hợp tôi thích. Nhất là có đoạn chót là như ngày âu thơ hốt bạc. Đấy. Hay. 3 tháng trời. Nhìn đơn giản như 3 tháng trời. Dữ vậy. Hồi xưa đó, trước 3 tháng á là cứ như ngày ấu thơ là hốt hạt cái đùi không. À. Hồi xưa là cứ Thủ Đức Bình Thạnh, 3 tháng sau vô tới sở thú luôn. Có đợt vô bệnh viện luôn. Sao vậy? Hốt lố tai. Vô bác sĩ chửi quá trời. Sao? Trời ơi, cái gì bầm tím vậy? À. 3 tháng điều trị bác sĩ vô phòng chửi lần nữa. Đi về đi. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt vàng. Không. Hiểu không? Ông gì? Khó không? Ờ, nè. Hát cái loại này hay nè. Còn mấy cái bài mà mỗi ngày ông hát vọng vọng ở nhà tôi, mấy cái bài gì đó, cái nhạc gì hip hop gì đó, tôi không ưa. Đó là nhạc Lề Đường. Đường phố. Rồi có chữ đường được rồi. Ừ. Lề Đường. Đó... Hip hop là quan trọng lắm. Cái nhìn mấy đứa hip hop mình phải phân tích. Nhìn mình phân tích, hip hop là không bao giờ đứng im hát. Nãy giờ mình đứng im mình hát đúng không? Đúng rồi. Hip hop lúc nào cũng phải nhảy, nhoi nhoi vậy. Đi hip hop nó nhoi dữ lắm. Sao vậy? Chắc mà cha. Gì? Có lý do hết á, cha. Là nó nhảy giống như con kiến chui vô đâu đó. Mà khi con kiến mà chui vô là nó phải nhảy dữ. Nhảy. Con kiến sợ quá, hoảng loạn chạy. Gặm kiến chúa sợ quá chạy ra. Thầu lao. Nhìn nè, nhìn mấy đứa hip hop á. Sao? Đứa nào hát nhạc hip hop mà nhảy vậy à. Là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị con kiến hôi chui vô nó không có cắn à. Nó hôi thôi. Nó chui vô gặm kiến chú hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Còn mấy thằng nào nhảy vậy? Là sao? Là con kiến lửa chui vô. Đặc biệt thấy thằng nào hip hop mà đứng im hát. Là cái gì? Con bò cạp chui vô.
Miệng bò cạp chú vô mà mình nhoi là nó múc kiến chúa liền. Thấy không? Nhiều vấn đề lắm. Nhiều vấn đề lắm. Ông kể gì ai dám đi học hiếm hóp đâu ông nội. Nhiều vấn đề lắm. Ôi, đừng giỡn quá. Đây nè, bây giờ đó, ông hát một cái bài và hiếm hóp đi. Rồi tôi phân tích cái hay cái dở chỗ nào cho ông nghe. Dạ, dạ. Hip hop là nó phải có nó phải có giống như là cái không hiểu cái tiếng cái nghĩa gì mà ngọt gì đó. Rồi tôi thử làm nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ. Bà nội cha nhà nước ngập đây gặp mưa phùn nữa. Mưa phùn gì? Phùn như rồng phùn mưa vậy cha. Thì ông muốn cái tiếng đó là phải vậy chứ sao ông nội? Ém lời. À ém. Gì phải có giới hạn chứ. À. Đó, vô. Nhanh lên, kịch tính, âm nhạc là phải có kịch tính. Ông khùng hả ông nội? Ai biết đâu thấy táp quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cá là hang táp thịt bò chứ. Táp. Hên hên quăng cục ra muốn cho phạp hả gì vậy? Dính cục ra muốn. Hang không hang thì lên làm hoài. Táp nó té nhị, hiểu không? Táp. Rồi. Vô. Táp. Đó. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có. Em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quán Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Gì ông nội? Cái gì Minh Nhí cho mày đó? Hả? Chứ ông kia ông ở xa quá. Ông Minh Nhí tôi quen, ông ở đây nè. Ông ơi, nãy giờ tôi nói thiệt, tôi đờn cho anh hát thiệt tình. Tôi hát cho anh nghe cũng thiệt tình, mà ông hát cho tôi không có thiệt tình. Đứng một chỗ hát mà la nhạc hip hop. Mỗi ngày tôi dán cửa sổ tôi nhìn tôi thấy ông nhâu như con dầu chứ ông không có đứng yên vậy đâu nha. Ông nhảy nhảy cái gì mà ông nhào lộn dữ dội lắm đó. Cái đó kêu bằng cái gì? Ke. Ke hả? Ke. Đâu ông ke đi. Vậy tôi mới chịu nha. Móc. Táp. Nhà nội thấy táp tươi mới để cho táp thôi đừng có giả vô bả đây chưa té mà ông mua da hàng gì xui té luôn nè hả đỡ lên cho đỡ ai đánh cái gì sao đang đạp con kiến chúa khùng đi. Đứng dậy lên mình đi. Sao mấy ký không đạp? Đạp ngay chỗ có hai lạng mấy. Đi không nổi luôn á. Tôi vừa ông giỡn hoài. Nè nè. Có đau lắm không? Không sao đâu. Bữa sau xài dép lào cho nó láng ở dưới nha. Xài dép có gân luôn kìa. Nè nè, bữa nay anh qua nhà tôi. Tôi cũng hiểu anh, anh cũng hiểu tôi rồi. Mình hết giận nhau gây lộn rồi phải không? Nhà tôi với anh hát một bài giao hữu được không? Bài thì ai anh cũng biết mà. Bài này mình có táp không? Thôi đừng có táp. Hát bài kiến chúa đi. Thôi bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi. Yêu em nồng say suốt đời. Anh number one. Đẹp trai dễ thương. Gì vậy? Gì vậy? À, không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất trung tình. Vô nè. Chấm 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 chấ
vô đó. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và còn tìm rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngay chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, oh, 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 oh. Em có nghe trong tim, oh, 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 oh. Bao tiếng yêu vang lên, oh, 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 oh. Dành cho em đó, dành cho em đó. Người anh yêu ơi, oh, 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 oh. I love you. Oh 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 oh. Alo, sao anh? Em tới nơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Không thể nào nhân nhượng được hả? Dạ, em biết rồi, để em. Mà không có đi làm cho nên em không có đem đồng phục. Sao? Mặc đồ này hả? Dạ. Anh để em giải quyết cho. Mấy vụ này em giải quyết nhanh lắm. Rồi, không thể nhân nhượng hả? Quất luôn. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Trời ơi, lẹ lên đi, em có tin này hồi hộp lắm. Mình ơi, lẹ lên. Anh Đài, anh sẽ đến ngay. Đây là ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ở đâu? Chết rồi, nghe tiếng mà không thấy người. Có ai thấy chồng em đâu, chỉ giùm em đi. Mình ơi, trời ơi. Có chuyện chi mà vội vàng quá vậy? Ừ, nói mình nghe. Em mới đi bác sĩ về. Em đi bác sĩ về hả? Ừ. Rồi bác sĩ có về không? Hả, không có. À, quay bác sĩ ở bệnh viện chứ về đây chi. Ừ, anh biết sao không? Có chuyện gì? Bác sĩ nói à, em bình thường không có gì hết. Rồi, rồi, rồi mà, mừng rồi, mừng rồi, mừng rồi. Mà chắc em chết quá mình ơi. Mình chắc em chết quá. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi chắc xuống chắc đi. Chắc em chết. Thôi, đừng buồn, đừng buồn. Hả? Không có chi phải buồn hết. Con người mà, sống chết có số. Không chết trước thì chết sau. Mình chết trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Không có chi buồn hết. Thôi, đây được rồi, để anh nói cho nghe. Dạ. Anh sẽ lòm theo ước nguyện của em. Hồi xưa em nói là em thích hơ ngàn mét đất ở bên quận Bả. Dạ. Bây giờ em sắp chết rồi, anh sẽ mua cho em hơ mét bên quận Bả. Mình nói gì vậy, mình có lộn không? Em không có chết. Em nói em chắc cháy rồi. Không có, em nói là em mệt, em muốn chết. Em mệt thôi. Em mệt muốn chết hả? Dạ. Nuôi không mà... chỉ cần làm anh muốn chết luôn. Nhưng mà anh ơi, có chuyện chi mà em vội vàng quá vậy?
em đi khám á. Em đi khám. Bác sĩ nói cho em một cái tin này. Bác sĩ mà... nuôi tiền dây, nuôi tiền dây. Nuôi từ từ bình tĩnh. Dạ, không dạ, có dạ, gì dạ, phải vội vàng quá vậy. Bình tĩnh, dạ. Dạ. Nuôi đi, nuôi. Bác sĩ nói em á là... chưa có chắc chắn. Chưa chắc chắn. Đừng có báo cho người nhà. Mà chắc chắn chuyện gì? Chắc chắn chuyện gì? Em nôn quá, báo cho mình biết nè. Đừng có vội vàng quá vậy. Dạ từ từ để em nói. Rồi, đừng. Mình biết sao không? Em bị trễ 1 tháng rồi đó mình. Mình vui không mình? Mình hả? Nuôi lại một lần nữa. Đừng vội vàng quá vậy. Em bị gì? Em bị trễ 1 tháng rồi. Gì? Mình mừng quá hả mình? Ôi, anh vội vàng quá vậy. Juliet của lòng anh, Romeo của lòng em. Thật là hạnh phúc quá. Chúng ta sắp có con rồi. Thôi, cảm ơn. Cảm ơn ông thần trứng đã mang trứng tới cuộc đời của em. Thôi, cảm ơn ông thần tạ đã mang sinh lực đến cuộc đời anh. Sau những ngày tháng tập tạ vất vả, ăn cũng tập, uống cũng tập, thậm chí đi toilet anh cũng cầm cục tọa theo. Và cuối cùng, Cảm ơn ông thằng đẻ đã cho chúng ta một đứa con. Ôi, ôi, Juliet, Romeo. Ếch ơi. Hả? Kể từ ngày hôm nay trở đi. Dạ. Ếch không phải làm chi cả. Cứ nghỉ ngơi, cứ nằm nghỉ, ăn ngập mạc rồi đẻ. Dạ. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cố gắng ăn đồ bổ suốt 9 tháng 10 ngày. Đúng. Còn anh, em sẽ mua cho anh thật nhiều mì gói để ở nhà. Rồi anh đói là anh cứ việc ăn thôi. Ôi, 9 tháng 10 ngày xa, em sẽ đẻ cho anh một em bé. Còn anh, sau khi 9 tháng 10 ngày ăn mì gói, anh sẽ đẻ một con gáo đỏ. Con gáo đỏ dễ thương mà. Romeo. Juliet. Romeo của lòng em. Romeo. Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Có sự cố. Sự cố gì? Em giặt đồ rồi nhưng mà chưa có phơi. Không. Từ ngày hôm nay cho đi, em không phải làm chi cả. Như anh đã nói rồi, cứ nằm nghỉ, nghỉ ngơi, ăn ngập mạc rồi đẻ. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em hạnh phúc quá. Chỉ cần có Romeo. Chỉ cần có Romeo. Không cần cái máy giặt Sam vô. Mình thật là hạnh phúc quá. Có một người chồng thương vợ như có vậy. Có ai nhà không? Ai đó? Chào anh. Anh tìm ai ạ? Chào cô. Tôi muốn gặp chủ nhà. Dạ, chủ nhà là tôi đây. Được, nếu cô là chủ nhà, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cô đã trễ 1 tháng rồi đó. Ủa, tôi trễ 1 tháng mà sao anh biết? Xin lỗi cô, những lần cô gọi điện thoại tôi tới với cô, tôi đều ghi trong sổ hết. Thành thử ra cái việc trễ 1 tháng của cô nằm trong hồ sơ của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà tôi trễ 1 tháng đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh ghi sổ nữa. Cô đừng nói như vậy. Cái trễ 1 tháng của cô làm tôi mất công việc làm. Hả? Nếu cô không trễ, cô còn gọi tôi tới lui với cô. Còn bây giờ cô trễ, coi như tôi không được gặp cô. Cha mẹ tôi phải sống như thế nào đây? Hả? Gia đình tôi phải sống như thế nào đây? Trời, cô đã giết cả gia đình tôi, cô biết không? Anh bình tĩnh. Để tôi nói rõ ràng cho anh nghe nha anh. Là như vậy nè. Là tôi bị trễ 1 tháng đúng không? Đúng vậy. Dạ. Thì cái chuyện này là chồng tôi biết. Rồi tôi biết. Mà đâu có liên quan gì tới gia đình anh mà. Đâu có liên quan gì tới gia đình anh đâu. Những lời cô nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả?
Tôi nói cho cô biết, cái chuyện cô trễ một tháng rất liên quan tới tôi và gia đình tôi. Anh làm tôi không hiểu gì hết á. Cô không cần hiểu. Tôi muốn cô giải quyết cái trễ một tháng đó đi. Giải để tôi hả? Có công việc làm không. Trở lại. Mình ơi Mình, Mình ơi cứu em Mình ơi. Anh đây, anh đây. Có chuyện gì mà em vội vàng gấp vậy? Khủng bố Mình ơi. Anh đây có chuyện gì mà em vội vàng? Vội vàng làm chi, trách nhau bạc tình em. Em không hiểu gì hết. Có chuyện mà... gì? Người ta kiếm. Gia đình mình có khách. Chào ông. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa đó em trễ một tháng mà hắn biết ha nữa. Em cũng biết đó Mình ơi. Xin lỗi ông là gì trong ngôi nhà này? Tôi là chồng. Xin lỗi ông. Những lúc cô ấy điện tôi tới với cô ấy, lúc đó ông không có ở nhà. Cho nên... À, thì ra là cái trễ một tháng là do ông. Ông đừng có chơi cái trò một thằng ăn ốc rồi bắt một thằng đổ vỏ như vậy. Tôi không đồng ý. Hả? Ê. Dạ. Ô. Tại đang anh quá đàng hoàng với em. Anh đấu xử anh quá trung thủy. Tại đang em vội vàng quá vậy. Em đánh với người đàn ông mình làm cái gì? Không em đánh người đàn ông mình làm cái gì? Để bây giờ em một tháng, hai tháng vậy hắn biết hết trơn. Trời ơi, em đâu có biết gì đâu. Em giải thích cho anh biết đi. Đừng giấu giếm nữa. Hai người đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đừng giấu giếm làm gì nữa. Thì ra quá. Là trễ một tháng là do ông ấy. Tất cả đã bị bao vây. Cô chết mẹ ai vậy? À, anh ơi, em không có gì trong nhà này hết, em đi trước nha. Sao xui vậy? Yêu cầu tất cả không được manh động. Bởi vì mọi hành động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn. Biết chưa? Anh ơi, không nên vội vàng quá vậy. Mình ơi, mình có gây thù quán với ai không mà anh sao anh đâu có ai? Làm gì đâu mà chỉ bữa nay mà ai vô nhà mình cũng ăn cũng có cái máu mạc ghê quá. Tôi trân trọng thông báo. Tôi tha thiết muốn gặp chủ nhà. Chủ nhà đâu? Bước dạ. Qua đây. Đây, đây, đây. Dạ tôi. Tôi không có dính líu gì hết nha. Im đi. Không phải tôi hèn, nhưng mà tôi muốn sống nha. Để đó, lát xử sau. Hả? Có luôn hả? Tôi có tôi chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Đúng. Tôi trân trọng thông báo cho các người biết, hôm nay cái quyền sở hữu ngôi nhà này đã không còn thuộc về các người nữa. Ủa gì kỳ vậy? Có thai mà mất sổ đỏ hả mình? Hả? Sao kỳ vậy? Có chữa mà mất sổ đỏ, trớt quớt rồi. Ủa mà anh ơi, bình tĩnh. Cái chuyện phải có lý do bình tĩnh. Anh không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng cái gì? Tôi nói có sách, mách có chứng. Đây, tôi không cần biết cô là vợ nhỏ, bồ nhí gì, tôi không cần biết. Ê, ông đừng có nói bậy nghe cho. Nói bậy cái gì? Nên đi. Im để cho người ta nói. Sao ông chọt chọt vô là tôi chết lây nữa à? Anh nói tiếp đi. Không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì hết. Nhưng cách đây một tháng, có một cặp vợ chồng cầm sổ đỏ của ngôi nhà này đến công ty của chúng tôi cầm cố và hợp đồng ghi rõ, nếu sau một tháng không đóng đủ tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty chúng tôi. Một cặp vợ chồng? Đúng. Đến cầm sổ đỏ hả? Đúng. Rồi chết rồi, mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu nè. Quánh nó đi. Ồ. Tại sao anh phản bội em? Anh có người đàn bà khác à? Không có, anh không có, anh chỉ có mình em ở Ly Du. Anh đúng là người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lời làm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta. Bà đến đi bà. Bà hát nãy giờ không đã hả? Bà hát hoài vậy, hát quá vậy. Hát mấy tiếng hồ đó, bà cũng tiếng hồ mà không sướng hả? Không. Hát gì mà hát quá hả? Anh hiếp em kìa. Hát mà làm cho hàng xóm phải ngồi chờ mấy tiếng hồ. Đào đương. Đúng rồi đó. La là đúng đó. Một lát tôi xử nhẹ cho. Nè, ông kia. Cái gì? Ông núa cái chuyện cũng phải có bàn chứng. Cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả. Đúng rồi đó. Cái chuyện cũng phải có lý do, không nên vội vàng quá vậy.
Vội vàng hả? Đây, tôi có bằng chứng đây. Bằng chứng đâu? Em cô đi, anh là người trong sạch. Đưa tôi đọc cho, tôi là người ở giữa tôi đọc. Đúng không? Tôi là người ở giữa tôi đọc đúng không? Ông làm chứng đi, ông làm chứng cho vợ chồng tôi. Tăng 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 thiên thừa dẫn. Đi ra. Thôi đọc đi. Trời ơi. Làm cho nó vui, nó quên quánh mình. Bàn chứng đâu? Bàn chứng đâu mà tôi mèo mã là đồng, tôi cầm cái nhà này hồi mô. Bằng chứng đây. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi anh. Tôi tên là Trần Châu Đốc. Đúng không? Đúng, đúng. Và đúng. Vợ tôi tên là Nguyễn Trần Trọng Thủy Mỹ Châu. Trời ơi. Đúng không? Tên tôi đó. Trần Châu Đốc, nickname Rô Mèo. Rô Mèo, cho ai cho? Ở vậy hả? À, ở ở xã tôi kêu Rô Mèo không à. Cái tên tao sao ăn đặt thành con mèo luôn tồi lô. Trọng Thủy Mỹ Châu, nickname Juliet. Đúng, chính xác. Chính xác. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cầm sổ đỏ của ngôi nhà này. Nếu sau một tháng không trả đủ tiền thì quyền sở hữu của ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty sổ chủ sở hữu sổ đỏ. Mày có học chữ không vậy? Không phải mờ, nó bị mờ. Mày bị đọc cái đảng đó không mà tao lên ruột à. Nó bị mờ. Tao không biết tao chết hả, tao sống mà mày đọc lâu vậy hả? Nó in mờ. Đây mà địa chỉ, để yên người ta đọc đi. Mày đọc nhanh đi. Địa chỉ sổ đỏ 234-78 Cách Mạng Tháng 8. Đúng không? Ủa sao? Nhà tôi là 234-87 mà. Lộn không vậy? Ủa gì hả? Xin lỗi tôi lộn. Ủa vậy sao hả? Ba nội cho đi. Đồ cái thằng tào lao. Ba nội cha mày. Gia chủ nhà đang... không chửi tao cũng chửi. Mà thay gia đình nó làm phải lên ruột à. Gia đình nó hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Vô núa tùm bại tùm bọ. 234 bà tóm tóm bà chi. Tôi mời anh ra đây. Mày kinh thiệt. Tôi mời anh ra đây. Chuyện của nó là nó lộn địa chỉ, còn tôi chắc chắn là không chứ. Ông có lộn gì không? Ông tôi đến đây để giải quyết cái chuyện trễ một tháng nữa hả? Nếu anh không đồng ý cái trễ một tháng đó mà anh không giải quyết, tôi sẽ quyết định cắt của anh. Hả? Cắt? Nghe, đừng có giỡn mạt nghe. Tôi đưa ra pháp luật đó nghe. Xin lỗi anh, tôi không thưa anh thì thôi. Anh không có cửa thưa tôi đâu. Ông làm như đứa là ông xúc phạm tới cơ thể body của tôi. Ai làm gì mà xúc phạm? Ông cắt rồi cắt cái gì? Ông tào lao, ông thiếu tiền điện tôi cắt điện chứ sao? Hả? Nhà này trễ một tháng tiền điện rồi. Ủa mình chưa đóng tiền điện hả mình? Đã trễ tiền điện thì nhân viên thu tiền điện của công ty điện người ta tới thu. Mát mới tới ông. Tôi là nhân viên thu tiền điện. Mẹ đồ gì mà tiền điện vậy? Không, đang đi chơi rồi ông sếp ông biểu chạy đi luôn. Bà nội cho mi nè. Bình tĩnh anh ơi. Nhỏ bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi. Sao xui vậy? Thôi mọi chuyện sáng tỏ hết rồi mình ơi. Làm em phe hú dí rồi mình. Mẹ bò đang hạnh phúc. Tự nhiên đưa vô đồ két. Két ông nội mi hả? Bình tĩnh đi mình. Đứa két. Đứa tịch tu nhòa. Thôi em hiểu mình rồi, em tin mình. Ba cái nhòa cho mấy tịch tu. Mình nhà chi á, không hợp phong thủy. Anh hơi nóng tính, anh không nên vội vàng quá vậy. Em hiểu mà. Mình ơi. Rô Mèo đây. Ép đây. Chưa trả tiền điện nữa. Bà nội cho đi. Tiền điện cái gì nữa? Tét nhọt đi. Cái tét nhọt đi. Tao mày cho mày cái quýnh nhật đây miết nữa mày. Juliet Romeo. Tất cả nó bị bao vây. Một vài bà nội cho mày. Trời ơi tôi nói nhà cái bên ông ơi. Tiếp tiếp tiếp. Cái nhà gì đi trời. Thứ gì đâu. Chó đẻ. Romeo Juliet. Anh sẽ vì em lượm cho thằng bé. Em sẽ đưa con đến tận muôn đời. Rồi một ngày con ta sẽ lớn. Rồi một ngày con ta sẽ cưới. Rồi một ngày con ta sẽ đẻ. Đẻ một đốm cháu cho anh với em mộng trời. Vì em
lòng thơ tình ái. Anh sẽ có mai sẽ thành lâu đài. Đợi người một đêm trắng nào tới, đợi tình yêu.